Xin chào quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi bản tin thể thao tối trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Và ngày qua, làng bóng đá Việt Nam đã cùng nhau chia sẻ mất mát với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai khi ba thành viên của đội bóng này qua đời vì tai nạn giao thông. Mới đây nhất, FIFA và AFC cũng đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới đội bóng phố núi. Mới đây, chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới Gianni Infantino đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và VFF vì những mất mát vừa trải qua vị quan chức của FIFA cũng cho biết sẽ luôn sát cánh cùng VFF và đội bóng phố núi. Cùng với đó, Chủ tịch AFC Salman bin Ibrahim Al Khalifa cũng gửi thư chia buồn đến gia đình các thành viên câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tử nạn. Người đứng đầu AFC bày tỏ rất bàng hoàng và đau lòng khi nhận được thông tin, đồng thời cho biết gia đình bóng đá châu Á sẽ luôn đoàn kết và đồng hành cùng bóng đá Việt Nam trong thời khắc khó khăn này. Ngày 12 tháng 8 là ngày buồn của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cũng như bóng đá Việt Nam khi huấn luyện viên Dương Minh Ninh Tiền đạo Paulo Oliveira và bác sĩ Đào Trọng Chí đã qua đời vì tai nạn giao thông. Các thành viên của đội bóng Phố Núi gặp nạn khi đang trên đường trở về câu lạc bộ sau trận đấu với Sông Lam Nghệ An tại giai đoạn 2 của V-League 2023.